Tiếng Anh thường là môn học mà rất nhiều học sinh e ngại, nhưng đối với em Lê Hà Trung Hiếu ở xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư thì tiếng Anh lại là niềm đam mê và giúp em được làm quen với nhiều người nước ngoài. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em thường xuyên đến với khu du lịch Tam Cốc để trò chuyện, giao tiếp với các du khách để tăng cường khả năng tiếng Anh của mình. Đó cũng là nội dung trong một câu chuyện ngày mới mà chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Năm nay 14 tuổi, xuất phát từ niềm đam mê với bộ môn tiếng Anh, Hiếu thường xuyên đến khu du lịch Tam Cốc Bích Động ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư để trò chuyện với người nước ngoài. Việc làm này đã được duy trì từ hơn 2 năm nay và giúp em được làm quen với nhiều du khách. Tôi thấy em ấy tuy còn ít tuổi nhưng đã rất tự tin, khả năng nói tiếng Anh cũng khá tốt. Trong buổi nói chuyện, em đã giới thiệu được về bản thân, gia đình, quê hương một cách trôi chảy. Mong em tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa. Những lần đầu thì cháu cảm thấy rất run. Cháu phải đi cùng với mẹ để tự tin hơn. Còn đến bây giờ cháu có thể tự đi tìm người để nói cùng với mình. Mỗi buổi chiều cháu bắt chuyện cùng với khoảng 6 người và cháu cũng nêu rõ mục đích của mình là muốn học tốt tiếng Anh để họ hiểu ạ. Hiệu quả cháu biết được thêm nhiều từ tiếng Anh và hiểu thêm về đất nước của họ. Hiếu bắt đầu học tiếng Anh từ năm 4 tuổi dưới sự định hướng của gia đình, nhất là mẹ em, chị Hà Thị Hòa. Tuy không có bằng cấp về môn ngoại ngữ này, nhưng hàng ngày, chị đều dành nhiều thời gian để cùng Hiếu tập đọc, luyện nghe, giao tiếp bằng tiếng Anh. Chị cũng chính là người hướng dẫn em tìm đến khu du lịch Tam Cốc để nói chuyện với người nước ngoài. Lúc nào cháu cũng nói với bố mẹ là con rất là thích học tiếng Anh, là niềm mơ ước của con là được ra nước ngoài và hoặc là trở thành hướng dẫn viên du lịch bằng tiếng Anh. Đấy thì thôi thúc cái niềm đam mê của con thì gia đình chúng tôi là hỗ trợ cố gắng tất cả mọi thứ điều kiện tốt nhất để cho con. Có những lúc mà bố mẹ gia đình còn khó khăn về mặt thời gian nhưng mà cháu cũng đã nhắc nhở bố mẹ là bố mẹ chưa tuần này bố mẹ chưa cho con đi được một buổi nào ra Tam Cốc để nói chuyện đâu, thì gia đình bố mẹ cũng sắp xếp cố gắng sắp xếp thời gian là ngày hôm đấy hoặc chiều hôm đấy là phải cho con đi một buổi để con có cái niềm hứng khởi cho con để sau này con còn cố gắng học tập hơn nữa. Hiếu hiện đang theo học tại trường trung học cơ sở xã Ninh An. Ở lớp, em được thầy cô đánh giá là một học sinh ngoan, học đều các môn và có nhiều thành tích đặc biệt trong môn tiếng Anh. Em Lê Hà Trung Hiếu là một học sinh rất là ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Đặc biệt là em có năng khiếu và có niềm đam mê học môn tiếng Anh. Em đã từng đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp huyện. Nhà trường rất là tin tưởng và hy vọng vào sự phát triển và khả năng của em. Ngoài môn tiếng Anh, các môn học khác em cũng rất chăm chỉ và các thầy cô giáo cũng rất khen ngợi và đánh giá cao cái khả năng cũng như là lực học, kết quả học của em. Dưới sự giúp đỡ của bà hoặc mẹ thường xuyên chở em đến bến thuyền Tam Cốc mà Hiếu ngày càng có thêm động lực, sự tự tin để giao tiếp với người nước ngoài. Đối với em, việc làm này không chỉ giúp tiến bộ trong môn tiếng Anh mà còn để thực hiện ước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch.